Hôm nay là cũng rất là được có cái nhân duyên là được tiếp xúc với anh Hưng Định ở đây. Thì cũng nghe anh Hưng nói chuyện về có vườn An Nhiên, và đặc biệt là hôm nay thì qua lại rất tình cờ có nhân duyên gặp thầy. Thì cũng nói chuyện với anh Thụy thì được biết được cái phương pháp mà thầy đang chia sẻ giúp đỡ những người thương, những người đang có những cái căn bệnh mà con cũng vừa nãy cũng nói chuyện là nó gọi là những căn bệnh mà có thể là cũng nhiều cái phương pháp ở Tây Y mà không giải quyết được. Thì con cũng đã nói chuyện với một số người ở đây, thì cũng nói chuyện với anh Thụy. Hôm nay là con muốn cái phương pháp gọi là nhịn khô của thầy. Thì hôm nay con muốn nhờ thầy chia sẻ với con cái phương pháp đấy đến rộng rãi cho nhiều người biết đến, để có thể giúp ích được cho nhiều người ở bên ngoài. Vâng, cảm ơn con. Cái phương pháp mà gọi là nhịn khô, tiếng Anh gọi là dry fasting á, thì thật sự nó là một cái phương pháp tự nhiên, và bản thân tự nhiên nó đã có sẵn cái điều tuyệt vời nằm ẩn chứa bên trong mỗi con người của chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta có nhận ra nó hay không mà thôi. Thì con người xuất hiện rất là trễ trên cái hành tinh này, và tất cả những cái cấu thành tạo nên con người nó cũng đều có ở nơi vũ trụ. Ít nhất là bốn cái nguyên tố mà mình phải có thể nhận thấy rõ về mặt cảm xúc, về mặt mà mình cơ thể con người chúng ta nó cấu tạo từ đất, từ nước, từ lửa, từ gió. Đất là cái yếu tố mà chúng ta tắm rửa đó, nó ra từng cái tế bào chết đó, rồi chúng ta cảm giác cái cơ thể chúng ta nặng đó, rồi từng cái yếu tố mà chúng ta cơ thể chúng ta nó ấm đó. Nếu mà con người không sống thì con người đó nóng, nó không có nóng, đúng không ạ? Thì nhiệt độ của chúng ta đó là cái yếu tố của lửa trong cơ thể chúng ta, và cái yếu tố của gió là yếu tố của mát, cái yếu tố của sự di chuyển vận động ở các cái cảm thọ cảm giác, và nó tạo nên cái dòng từ trường di chuyển ở trong cơ thể chúng ta cũng như gió ở bên ngoài. Và cái yếu tố nước cũng vậy, nước ở đại dương cũng là chiếm 3/4, và nước trong cơ thể chúng ta nó cũng là 3/4. Như vậy thì thật sự chúng ta là một tiểu vũ trụ trong cái đại vũ trụ này, mà điều đó là điều không ai chối cãi. Nhưng mà con người chúng ta quá bận rộn, con người chúng ta sinh ra là đã có cái bản tính thiện và ác. Nhưng mà qua cái quy luật của xã hội á, thì cái bản chất của con người thường là nếu mà mình không có tu tập á, thì mình không có nhìn thấy rõ cái sự thật được. Do vậy cho nên cái số đông của chúng ta là số đông của những người đang đi trên cái con đường mà không có thấy rõ sự thật. Thì khi mà mình không có thấy rõ sự thật rồi thì mình sẽ nghe những cái gì mà gọi là mình bị dẫn dắt. Thì chính cái đó nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái cơ chế mà bản năng của chúng ta có thể tự chữa lành. Do vậy cho nên tinh thần của sư là tinh thần là người có dấn thân, người có trải nghiệm, người có cái sự chứng ngộ. Nó không phải là gì chứng ngộ, không phải là gì rồi gơ gớm đâu ạ. Mình nhìn thấy sự thật rất là rõ, mà ở đây là hiện bây giờ 5 ngày qua nhịn khô này là mọi người thấy rất là rõ sự thật ở đây, mà mọi người ở ngoài đời không chứng ngộ được. Đó là gì? Đó là tất cả những cái cảm xúc và những dòng tư tưởng miên man của chúng ta nó cứ trồi lên rồi nó mất đi. Thì đó là cái bản chất của vô thường, bởi vì nó không có tồn tại mãi mãi. Cảm xúc của chúng ta nó nóng, nó nực, nó bức rứt, rồi là nó khó chịu, nó đói, nó khát. Rồi bây giờ là chúng ta có những cái giọt nước vào rồi thì những cái cảm xúc mà ngày của hôm trước nó không còn nữa. Thì đây là cái mà bản chất của sự chứng ngộ và vô thường. Và nếu mà chứng ngộ cái sự thật vô thường như vậy rồi thì chúng ta không có bám dính, không có bám chấp bất cứ một điều gì trên cuộc đời này. Bởi vì chúng ta dính vào nó mà nó mất thì chúng ta khổ. Chẳng hạn như người thân của chúng ta ra đi, rồi trong chẳng hạn như là cuối cùng rồi thì chúng ta cũng trút hơi thở cuối để chúng ta ra đi. Mà nếu chúng ta còn dính mắc thì chúng ta sẽ khổ. Do vậy cho nên là cái mà mọi người đang chứng ngộ ở đây là chứng ngộ cái phần đó, và cái tâm chứng ngộ đó là nó sẽ giải thoát chúng ta. Và cái giải thoát đó là cái giải thoát gốc của mọi vấn đề. Tâm không còn vấn vương, không còn chạy theo dục vọng, không còn chạy theo đám đông. Thì như vậy thì mình biết mình là ai và đang làm gì. Thì đó là cái bản chất của cái sự chữa lành tối cao. Nhưng mà muốn được chữa lành tối cao như vậy á, muốn được cái tâm như vậy á, thì cái thân mình nó phải yên. Cái thân của mình á, thì giống như là thân tâm của mình nó giống như một cái ly nước. Mà một cái ly nước ở trong cơ thể của mình nó đang gợn sóng, bởi vì những cái làn sóng mà suy nghĩ miên man, ký ức quá khứ đó nó trồi lên, giống như hôm nay là mọi người đang bị vấn đề đó. Thì cần có một người gọi là minh sư, hay là cần có một người thầy, cần có một người có đủ trải nghiệm và có đủ năng lực và đã có trải qua hết tất cả những cái hành trình đó, để rồi có đủ bản lĩnh để đứng ra để hướng dẫn cho mọi người. Thì sư đang làm cái vai trò đó cùng với đội ngũ của chuyên gia là những bác sĩ, những lương y là đã có ở trực ở phòng cấp cứu,
đã có những cái kinh nghiệm để giúp cho những người nan y rồi, và đã có giúp được những người đã vượt thoát và có hồ sơ đàng hoàng. Hiện bây giờ là hơn 600 hồ sơ khoa học là đang có ở trong cái hồ sơ của rừng gọi. Như vậy thì cái nguyên tắc của nó là gì? Thứ nhất là cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ kỳ diệu, nó có một cái tiềm năng vô hạn mà trí tuệ hữu hạn của loài người không thể nào hiểu được. Chỉ có những bậc thánh, chỉ có những cái bậc mà gọi là giác ngộ giải thoát hoàn toàn như là Đức Phật thì mới thấy được rằng là cái đó nó quá tuyệt vời. Nhưng mà Đức Phật cũng đã trải nghiệm rồi. Những ngày không nhịn ăn, những ngày ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật chứng ngộ. Đó, và Đức Phật cũng nói rất là rõ rằng là các con hãy đi trên cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là làm thế nào? Luôn luôn Đức Phật dạy là gì? Chúng ta ăn tiết chớ, chúng ta không có chạy theo dục vọng. Đừng đóng ai sống nhìn tịnh tướng, ai sống nhìn sắc đẹp, ai chạy theo tham dục, mà ăn uống không tiết độ, sống biếng nhác chẳng tinh cần, thì ma y hiếp kẻ đó như cây yếu trước gió. Như vậy thì những người nào mà sống là chạy theo dục vọng, ăn uống nhiều, tham đắm, ngủ nhiều, lời biếng thì chắc chắn rằng ma, có nghĩa là ma quỷ trong tự thân của người đó sẽ làm cho người đó suy yếu. Thì đó, bệnh tật là ma, đúng không ạ? Bệnh tật là những cái điều bất thiện, ma quỷ trong tự thân nó đang làm suy yếu chúng ta. Thì chúng ta bệnh, chúng ta mệt, chúng ta cần phải đi người khác để nương tựa. Thì chẳng qua là chúng ta đã từng suy nghĩ bất thiện, chúng ta đã từng sống bất thiện, chúng ta ăn uống không có tiết độ, không có tinh cần, không có và biếng nhác. Như vậy thì chúng ta bệnh tật thôi. Thì muốn chữa cái gốc đó thì chúng ta phải làm ngược lại cái quy trình đó. Thì chính rừng gọi là đang đi ngược cái quy trình mà mang đến bệnh tật. Thì quy trình rừng gọi là gì? Quy trình rừng gọi là kết hợp với thiền, đỡ là chúng ta thấy sự thật vô thường đó. Và dù có người đẹp hoa hậu đi, giống như ở rừng gọi có hoa hậu Lâm Kỳ Nguyên đó, mà bị ung thư di căn giai đoạn cuối đó, bây giờ là đã trở thành một người bình thường sau 6 tháng đến với rừng gọi xét nghiệm lại. Như vậy thì ở rừng gọi là không có nhìn vào cái sắc đẹp đó, có nghĩa là không có nhìn vào tịnh tướng, đúng không ạ? Và ván bất tịnh, có nghĩa là nhìn hoa hậu Lâm Kỳ Nguyên đó, nhưng mà sư rừng gọi thấy rằng là đây là một cái người con rất là đáng thương, hoa hậu nhưng mà đã từng là chạy theo ở bên ngoài, từng theo là hào nhoáng của thời gian, từng có những cái bám dính, cho nên là rất là nhiều khi mà mình mất mát á, là mình bị stress rồi nó gây bệnh tật. Như vậy thì bây giờ là mình sống là mình con đừng có chạy theo cái ánh nhìn của thời gian, đừng có chạy theo cái ánh sáng hào nhoáng đó, mà con hãy quay vào bên trong để con hành thiền. Thì chính cái Lâm Kỳ Nguyên hành thiền và thực hành Vipassana rất là tinh tấn và không có còn bám chấp bám dính nữa. Thì từ một cái người hoa hậu đẹp mà ung thư giai đoạn cuối như vậy, bây giờ trở thành một người đẹp, nhưng mà đẹp không có chạy theo cái bên ngoài là gì, là sức phấn xoa thoa sơn, và hoàn toàn cái đẹp nó tự hiện lên ở bên trong, nó tốt ra, nó không có còn bệnh tật nữa, thì da nó sáng hơn, nó hồng lên, rồi là tất cả mọi cái điều tan biến, đúng không ạ? Đi xét nghiệm lại tất cả những chỉ số ung thư giai đoạn cuối di căn đó không còn nữa. Và sau 5 tháng đến với rừng gọi, quý vị thấy tuyệt vời không ạ? Thì và trong khi là Lâm Kỳ Nguyên nói về tiền bạc á, chưa có nói về tổn thất về tinh thần, thì nói về tiền không á, thì đã tốn 2 tỷ đồng trong khi nằm ở bệnh viện đó, bệnh viện ung thư cấp cao đó, là trung ương đó, là 2 năm trời. Và tất cả một là chỉ có Lâm Kỳ Nguyên hiện bây giờ còn sống sót lại thôi, và tất cả những người cùng thời với Lâm Kỳ Nguyên đã ra đi, gọi là đã chết á, quý vị thấy không? Như vậy tốn rất là nhiều tiền, và đã có những người báo cáo là con đã tốn hơn 10 tỷ bạc cũng vẫn chết. Và có những người ở bên Mỹ vừa như là người Thương Định á, là con Thủy biết á, là bên quân đội Mỹ trả 70 tỷ đồng, nếu mà tính ra, bởi vì trả tiền đô mà bảo hiểm trả đó. Nếu mà tính ra tỷ đồng là 70 tỷ đồng tiền Việt Nam ở bên Mỹ vừa, nhưng mà vẫn là ở giai đoạn cuối, và đến với đường gọi bây giờ là cũng ổn đó. Thì với ví dụ như vậy, quý vị thấy không ạ? Thì cả một cuộc đời của người dân Việt Nam mình làm được vài tỷ hoặc là chục tỷ là đắm đuối lắm rồi, cả một cuộc đời mình vật lộn, nhưng mà cuối cùng bệnh nó đến thì chúng ta giao phó mình cho bác sĩ, giao phó mình cho bệnh viện, nhưng mà đâu có hết đâu, đúng không ạ? Thì đây là một cái mà thông điệp tỉnh thức cho tất cả người thương của chúng ta. Chúng ta hãy biết rằng cơ thể chúng ta là thiên nhiên, và thiên nhiên có khả năng tự chữa lành. Chỉ cần chúng ta hãy trở về để chúng ta nhìn ra sự thật rằng là cơ thể chúng ta nó kỳ diệu lắm. Dòng sông mà bị ô nhiễm thì chỉ cần làm gì? Chúng ta khơi cái dòng sông đó cho dòng sông nó chảy, nó thông thoáng. Thì là tất cả mũi lăng quăng nó không còn động, đó, nó không còn hôi thối. Tương tự như vậy, trong cơ thể chúng ta nó có dòng sông khí huyết và dòng sông tâm ý. Khi dòng sông tâm ý của chúng ta không lưu thông thì nó tạo ra những cái tắc nghẽn, và nó tiết ra những cái hormone như là bị stress, thì nó gây đột quỵ, và nó gây vì sao? Bởi vì nó tiết ra cái hormone cortisol. Nó tiết ra những cái hormone mà nó tạo sự co mạch, nó tạo sự thiếu dưỡng, và chúng ta bị chóng mặt, bị đột quỵ. Do vậy cho nên muốn không bị đột quỵ, muốn không bị chóng mặt thì chúng ta ăn tiết thực, và chúng ta kết hợp với bảy tơ của rừng gọi, nhịn ăn và nhịn khô, đó là cái cơ sở khoa học là từ sẽ nói. Để chúng ta làm thế nào nó lưu thông dòng sông tâm ý, mà lưu thông dòng sông tâm ý hay nhất là giống như những người thực hành thiền ở đây, là những người thấy cái sự vô thường nó đang diễn ra trên từng cảm xúc, trên từng suy nghĩ, trên từng tư tưởng. Để rồi chúng ta thương mà lòng chẳng vắng vương, cứ sống an vui với từng khoảnh khắc hiện tại thì hạnh phúc mãi theo ta. Đó là cái bản chất.
Còn như vậy thì cơ thể của mọi người đến với rừng gọi, đến với sư thì là toàn bộ là hầu như là bị tắc nghẽn và khí huyết. Khí huyết là vì sao? Vì đó là cholesterol hoặc là mỡ máu, rồi tất cả những cái hoặc là từng là bị chích nhiều thuốc, uống nhiều thuốc. À, rồi là đó, vừa rồi là chích rất là nhiều, thì kim loại nặng, rồi tất cả mọi thứ, rồi độc tố ở trong cơ thể nó đâu có thải ra được. Nguyên tắc cơ thể của mình nó thải ra được là vừa mặc ăn uống là anh phải có 8 tiếng đồng hồ không ăn không uống, hoặc là 8 tiếng đồng hồ anh không đưa dưỡng chất vào thì nó mới làm sạch đường ruột của anh được. Nhưng mà thử hỏi trên cuộc đời này có mấy ai hiểu và để cho cơ thể chúng ta 8 tiếng đồng hồ để cho ruột của chúng ta nó được làm sạch, đúng không ạ? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là vừa mặc khoa học á, là giải Nobel 2016 đã nói rất là rõ là khi mà cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi 14 tiếng đồng hồ thì nó sẽ được kích hoạt cái cơ chế autophagy, là cơ chế là gọi là tự ăn tự thực bào, có nghĩa là những cái tế bào khỏe nó đói thì nó sẽ nó một cái cơ chế khoa học MTK, nhưng mà nói cho dân giả mọi người dễ hiểu rằng là cái tế bào khỏe nó có thức ăn thì nó mới sống, thì tế bào khỏe thì rác rến vật chất dư thừa những cái mà nó gây tắc nghẽn vào đường khí huyết á, đó là thức ăn cho tế bào khỏe trong quá trình nhịn ăn. Thì chúng ta thấy quá tuyệt không ạ? Vậy thì chúng ta rất là nhiều người dại khờ là chúng ta đem đi để chúng ta hút mỡ, rồi chúng ta đem đi để phẫu thuật cái khối u này khối u kia mà rất là tốn nhiều tiền, mà rất là gây tác dụng phụ và rất là nguy hiểm. Trong khi chính những cái đó là cái mà chúng ta hiểu biết như thế này thì đỡ, không có phẫu thuật, không có uống thuốc, mà đó là cái mà cơ chế tự chữa lành trong chúng ta nó kích hoạt được và nó tự vận chuyển và tất cả những cái rác rến, thay vì chúng ta phẫu thuật đi, mổ đi, rồi hút đi, thì nó là thức ăn cho tế bào khỏe trong quá trình mà chúng ta không ăn không uống mà chúng ta vẫn sống được. Một lít mỡ như vậy, một lít nước trong cơ thể chúng ta nó tạo thành nước nội sinh, trước khi nó chuyển ra bên ngoài thì là nó sẽ mỡ, một ký mỡ chúng ta nó chuyển thành một ký nước. Và nước này là nước nó nuôi sống chúng ta trong quá trình thanh lọc. Do vậy cho nên người thương yên tâm rằng là nếu mà người thương biết và có chuyên gia, hoặc là người thương biết mà có một cái nền tảng khoa học vững chắc, thì chắc chắn rằng chúng ta biết cái chỉ số sinh tồn. Bởi vì trước khi mà chúng ta chết á, trước khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái cực đoan á, thì bao giờ nó cũng có những cái chỉ số sinh tồn nó diễn ra. Ví dụ như là hơi thở của chúng ta là như thế nào, ổn không nè, rồi là cảm xúc của chúng ta nó ổn không nè, đường tiểu ổn không nè, đường cầu ổn không nè, tất cả mọi đường ổn và là lục phủ ngũ tạng của chúng ta hoạt động bình thường, thì chúng ta vượt qua một cách rất là dễ dàng. Chỉ có điều là cơn đói cơn khát, rồi là cơn ma đói và ma khát nó hoành chúng ta thôi, nó tạo chúng ta đến khổ đến tận cùng. Nhưng mà đến với rừng gọi chúng ta có một cái công thức, và nó chúng ta có một cái quy trình và được hướng dẫn rằng là công phu. Trong quá trình mà chúng ta nhịn ăn như vậy thì chúng ta có một cái đói ảo. Đói nó có hai dạng đói, là đói thật và đói ảo. Thì trong vòng một tuần đầu tiên khi mà nhịn khô như vậy thì chắc chắn không bao giờ diễn ra cái đói ảo, mà không bao giờ diễn ra cái đói thật, nó chỉ cái đói ảo thôi. Thì cái đói ảo này đối với rừng gọi thì vượt qua quá dễ dàng thì nó có hai cách. Bị động là gì? Khi nào mình bị đói như vậy thì mình công phu, mình tập khí để cho mình ăn cái khí đó, có nghĩa là khí này là mình được ăn và mình ăn cái khí ở bên ngoài, và nó có một kỹ thuật để mình ăn khí này. Và đó, mình ăn cái dưỡng khí. Cái tiếp theo nữa là mình ăn gì? Nhà thiền á, là nó có một cái ăn gọi là thiền dược vi thuật, có nghĩa là khi mà mình hành thiền á là mình giảm đi cái rung động, mình giảm đi cái năng lượng của mình nó bị tiêu hao cho cái suy nghĩ của mình. Thì như vậy thì một người mà nếu mà làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều thì năng lượng nó tiêu hao rất là nhiều. Như vậy thì mình giảm thiểu cái năng lượng mà tiêu hao qua cái suy nghĩ của mình, thì là mình ăn, và mình ăn cái thức ăn của cái sự an vui trong thiền định, thì đó là thức ăn mà Đức Phật gọi là tư niệm thực. Thế như vậy thì đây là quá tuyệt vời. Và quan trọng nhất nữa là cái thức thực, có nghĩa là cái tâm thức của cộng đồng á, cái môi trường chúng ta thực hành thanh lọc này nó gồm có ai, những người mình yêu thương hay là những người mình ghét, môi trường này bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, hay là môi trường này trong lành, thì tất cả cái này nó là phải được chọn lọc. Thì đó là chúng ta thấy tất cả những khối thanh lọc diễn ra đều là ở môi trường thiên nhiên, có cây xanh, có bóng mát, có không khí trong lành. Đây là như vậy. Thì đây là một cái mà người thương cần phải hiểu. Còn nếu không á, chúng ta sẽ rơi vào nhịn khô cực đoan. Nhịn khô cực đoan là gì? Nhịn khô mà chúng ta không có hiểu biết cơ thể chúng ta nó xuất hiện những cái chỉ số mà nguy hiểm, nó cảnh báo mà chúng ta không biết. Tiếp theo nữa là chúng ta nhịn ở trong một cái môi trường mà những người phản đối chúng ta, ganh ghét chúng ta, rồi là chẳng hạn như là bảo chúng ta nhịn là điên rồi là thậm chí người nhà chúng ta không hiểu. Rồi cái năng lượng đó là năng lượng tiêu cực, và nó thấm lên chúng ta, nó cũng làm cho chúng ta mệt. Và như vậy thì tất cả những cái này chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải thực hành. Còn nếu không là chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái cực đoan mù quáng, thì nó cực kỳ nguy hiểm. Như vậy cho nên là cái giải Nobel khoa học đó và cái cuốn sách Nhịn Khô á, mà giáo sư tiến sĩ Filonov viết rất là rõ rằng cơ thể chúng ta nó sẽ sản sinh ra nhiều cái cơ chế mà kỳ diệu. Cái cơ chế thứ nhất là nó đốt những cái chất dư thừa, nó tạo cho chúng ta, cơ thể chúng ta nó dương hóa lên và nó quân bình lên.
và tất cả những cái gì mà nó bất ổn trong chúng ta nó sẽ tự hòa quyện vào với nhau. Đất nước, lửa, gió, những cái yếu tố mà nó gọi là nó bất ổn, nó tạo nên những cái cơn sóng gió, những cái cơn đau chúng ta. Thì tương tự như bên ngoài cũng vậy, cơ thể chúng ta nó có khả năng tự quân bình. Như vậy thì khi mà nó lên những cái cơn sóng gió khổ đau đến tận cùng như vậy, thì chẳng qua cái quá trình dông bão đó đã nó thiết lập lại cái trạng thái quân bình của cơ thể, cũng như là dông bão lũ lụt sóng thần ở bên ngoài, nó thiết lập trạng thái quân bình của cơ thể đất mẹ. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta có một niềm tin tuyệt đối, nó nâng lên thành đức tin, và lúc đó là cái sức mạnh nó thúc đẩy chúng ta tinh tấn để hành động. Khi mà chúng ta tinh tấn hành động như vậy rồi thì chúng ta phải có thiền tập để chúng ta có một cái sự niệm gọi là chánh niệm, gọi là chúng ta hay biết, chúng ta biết rõ chúng ta đang thực hành như thế nào, ở điểm này là an toàn hay không an toàn. Thì tất cả những cái điều này là chúng ta phải đủ bản lĩnh, đủ cơ sở khoa học, hoặc là không thì chúng ta phải có chuyên gia đó yểm trợ. Thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vâng, con cảm ơn thầy. Theo bản thân con hiểu thì có phải là khi mà mình áp dụng cái phương pháp này thì sẽ một đó là làm cho tâm trí của chúng ta sẽ thanh lọc từ tâm trí. Đó thì thầy đã nói rồi đó. Đầu tiên là kết hợp với thiền là vậy đó. Rồi. Và phải cái có thứ thiền. Hai đó chính là mình là nghĩa là gọi là nhịn khô, nghĩa là 3 ngày là không cung cấp mà dưỡng chất vào. Dưỡng chất kể cả kết hợp nó đốt những dư thừa bên trong. Vâng. Nó tạo cho cái sự thông thoáng ở bên trong. Vâng. Đó. Khi nó đốt rồi thì nó tạo cái sự thông thoáng, thì nó lưu thông rất là tốt. Thì cái gì mà nó thông thoáng, nó lưu thông tốt thì nó làm gì còn bệnh nữa. Đúng vào mạch Đông y. Đúng vào mạch Tây y thì gọi là độc tố. Đúng vào mạch Đông y là gọi là đã thống thì bất thông. Đó, nó bị thống á. Thống thì nó không thông, còn chỗ nào nó không thông thì nó gọi là thống. Thế vậy cho nên đứng vào quan điểm nào của y học hiện đại hay là Đông y hay là khoa học tự nhiên thì nó đều đúng hết. Thì chính cái bể tơ đừng gọi này là tín thất thực tập thiền thiên thương, là nói về Tây y nó cũng đúng. Mà nếu mà nói về Đông y nó cũng đúng. Nếu mà nói về đạo Phật nó cũng đúng. Nếu mà nói về đạo Chúa nó cũng đúng. Đó là cái sự công bình và đức tin, là chúng ta sống với đức tin và sự thỏa lòng. Đó là những cái món lợi, và chúng ta sống ở bất cứ một truyền thống tôn giáo nào nó cũng đều đúng hết. Đó, nếu như chúng ta thấy bản chất của bảy tơ rừng gọi là vậy. Rất là tuyệt vời. Vậy là để mà nói chuyện về cho những cái người mà không phải là bệnh nhân, những cái người mà gọi là những người để trải nghiệm, hoặc là những người mà người ta đang khỏe mạnh, thì theo thầy thì thầy sẽ có những cái lời khuyên gì cho những người mà rồi hiểu rồi. Người khuyên khỏe mạnh là như thế này. Thứ nhất á, là người thương ơi, hãy suy nghĩ thế này. Chúng ta sống một cuộc đời này, đời sống của chúng ta rất là quý giá. Nếu mà người thương đã thật sự là an ổn, thân tâm nó nhẹ nhàng giống như sư này. Bây giờ sư ngồi 30 tiếng đồng hồ, ngồi trong tư thế kiết già, thân không đau nhức, không có bất cứ một cái cơn đau nào biểu hiện lên, và rất là nhẹ nhàng, khinh an như vậy. Thì đó là không nói thì thôi, thì đó là có thể là người thương đã có cái duyên, cái phước rồi. Giác ngộ giải thoát rồi. Còn nếu mà người thương ngồi kiết già vài tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng mà đau quá, mệt mỏi quá, không làm được, thì đây là một cái phương pháp rất là tuyệt vời để cho người thương có thể là, nếu mà mình muốn tận hưởng lúc mà mệt mỏi hoặc là lúc mà mình già rồi mình không muốn đi đâu nữa, thì mình có thể là ngồi được 5 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng mà không đau nhức, không có gì hết, rất là khỏe, để mình tận hưởng cái sự sống trong mình và xung quanh mình. Đó là ý thứ nhất. Đây là gọi là cái chuẩn bị cho tương lai đó. Rồi còn cái tiếp theo nữa, thì nếu mà cái hiện tại này mà thân tâm của quý vị vẫn còn đau nhức, chắc chắn là quý vị vẫn chưa thông, và quý vị nên thanh lọc để cho nó thông hết tất cả mọi thứ. Cái tiếp theo nữa là quý vị hiện bây giờ cứ xoay vào trong, nhắm mắt lại đi, thử hỏi chính mình đi. Nếu mà gia đình mình, người thân mình ra đi nè, chồng con cũng như là ra đi, mình có buồn không? Nếu vẫn còn buồn thì mình hãy đến với thanh lọc đi, để mình tập chết đi. Bởi vì trong cái phương pháp của rừng gọi này có một cái phương pháp tập chết. Mình chủ động mình tập chết để mình thấy rằng cái thân này nó tan rã vào lòng đại dương mênh mông. Thấy cái thân này nó tan rã vào cái hư không này, để rồi mình chẳng là mình. Thì đó, lúc đó là mình mới thanh thoát được. Mình có ra đi, người thân của mình có ra đi, thì mình vẫn giữ được sự bình tâm trước bất cứ mọi điều gì. Đó là ý tiếp theo. Một cái ý tiếp theo nữa là thử hỏi người thương mà năng lượng tuyệt vời, mà làm việc không mệt mỏi, mà mỗi ngày có thể ngủ được 3 tiếng hoặc là không cần ngủ mà vẫn khỏe, thì đó là tuyệt vời. Còn nếu mà chưa được như vậy thì chúng ta có độc tố trong người, và chắc chắn rằng cái tâm si của quý vị nó vẫn còn. Nếu mà một người tỉnh thức hoàn toàn, những cái bậc thánh là họ không ngủ đâu ạ, hoặc là họ ngủ một ngày 3 tiếng là cùng, không có ngủ nhiều. Như vậy thì chúng ta còn ngủ nhiều, còn ăn nhiều đó, thì chắc chắn là chúng ta vẫn chưa có phải là một bậc giác ngộ tỉnh thoát, giải thoát, thì nó uổng phí cuộc đời lắm. Cho nên là Phật có nói rằng là sống 100 năm mà chưa thấy pháp sinh diệt, mà chưa giải thoát á, thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt và giải thoát. Pháp sinh diệt là gì? Khi mà chúng ta đi sâu rồi, chúng ta thấy thân thể này không phải là tôi. Tôi không có dính vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang. Và tôi chỉ là những cái năng lượng, và nó là năng lượng, nó là tiếng Anh gọi là wave particle. Đó là những cái làn sóng là rung động, nó diễn ra liên tục.
và mình chẳng phải là mình nữa. Yeah. Thì khi đó là mình làm tất cả mọi sự mà mình chẳng dính mắc vào điều chi. Mình yêu thương hết với tất cả nhưng mà lòng chẳng vắng vương, giống như rừng gọi á. Bây giờ yêu thương hết tất cả mọi người, hữu duyên đến rừng gọi, nghèo hay giàu không phân biệt. Nhưng mà tình yêu thương nó không dính mắc, không vắng vương. Và nó truyền cảm hứng, nó gây rung động. Để rồi bác sĩ là cũng bỏ bệnh viện, từ phó trưởng khoa bỏ bệnh viện để đến với rừng gọi phụng sự vô điều kiện. Để rồi bác sĩ Hưng, rồi bác sĩ Quả Xuân Hưng, rồi đó là Lương Y Thủy là trưởng phòng khám Hương Y, Lương Y Phong Hương Phúc Đường cũng đến với rừng gọi, đã được thanh lọc và đã được chuyển hóa và giúp cho mọi người hoàn toàn không thu phí. Trong khi mà thu nhập của một trưởng phòng khám đâu có ít đâu, rồi của trưởng khoa bệnh viện, phó khoa bệnh viện đâu có ít đâu, đúng không quý vị? Do vậy cho nên đây là một cái sự rung động, mà cái sự rung động này nó phải là chứng ngộ, chứ nếu mà mình nói lý thuyết thì nó không có có sự thật. Và cuối cùng rằng những người thương khỏe thì chúng ta hôm nay khỏe nhưng mà ngày mai biết ra sao. Quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái pháp để chúng ta cởi trên sóng ba đào. Ba là nhỏ và đào là lớn, có nghĩa là những cái cơn sóng của cuộc đời này nó luôn luôn có sóng nhỏ, sóng lớn, giống như sóng biển nó nhấp nhô như vậy. Thì làm như thế nào chúng ta giữ được cái sự bình tâm, bất động trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, dù là nhỏ hay là lớn. Cái đó là cực kỳ là quan trọng. Thì qua cái khóa thanh lọc này chúng ta rèn được cái điều đó. Bởi vì không có cái khổ nào bằng cái khổ đối và khổ khác. Đấy. Thì khi mà chúng ta vượt qua, chúng ta đủ bản lĩnh để chiến thắng cái khổ đối khổ khác rồi, thì chúng ta sẽ đủ bản lĩnh để chiến thắng tất cả những cái khổ khác, đặc biệt là những cái khổ là được mất khen chưa. Đấy. Đó là như vậy. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị ngập chìm vào trong cái biển khổ mênh mông đó, nào là được là mất, là khen là chê, là xấu là đẹp, tất cả những cái đó. Rồi như vậy thì quan trọng nhất là, và quan trọng nhất là chúng ta lướt được trên cái sóng sinh tử. Khi mà chạm đến cái vấn đề thanh lọc của rừng gọi rồi thì chúng ta chạm đến cái vấn đề sinh tử, thì chúng ta không thấy mình là sống và chết ở đây nữa, mà chúng ta vượt trên cái sự sống chết. Chúng ta đạt cái trạng thái tâm vô ngã. Thì tâm vô ngã đó là tâm xả. Mình không phải là mình nhưng mà mình là tất cả. Mình ở trong chiếc lá, trong từng nụ hoa, trong từng cái giọt sương. Thì khi đó là mình đạt đến cái tình trạng tâm bất động giữa dòng đời sôi động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tâm không dính giữa dòng đời vạn thính. Và mình lướt trên sóng sinh tử. Và lúc đó giữa khổ đau muôn trùng của cuộc đời này, mình biết tận dụng, mình biết chuyển hóa những cái bùn ở trên cuộc đời này để tạo thành những bông hoa sen tươi thắm dân hương cho cuộc đời. Và chúng ta là những con chim phượng hoàng cất mình nảy nở và sinh sôi và nở ra, và chúng ta bay lên từ cái đống tro tàn của nhân loại này. Đó là như vậy. Con cảm ơn sư thầy. Và một cái điều đặc biệt nữa là xin nhắc quý vị, không ai biết được là có những cái trận động đất sóng thần giống như Thổ Nhĩ Kỳ á, có những người sống được 13 ngày trong cái đống đổ nát. Và em bé nó sống được 12 ngày rưỡi trong cái đống đổ nát, có trên báo đó. Nhưng mà em bé đi vào bệnh viện, rồi bệnh viện truyền nước, rồi truyền dịch mà không đúng quy trình là em bé ra đi, đúng không ạ? Thì tất cả những cái điều này chúng ta cần phải tỉnh thức. Có nghĩa là ta và người thân thương của chúng ta phải biết phương pháp này. Để rồi nếu mà trường hợp chúng ta sống sót được như vậy thì chúng ta phải biết cái cách cứu mình và cứu người mình yêu thương. Còn nếu không là chúng ta bị sốc và chúng ta sẽ bị chết. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rất là rõ những cái đợt mà nhìn đói năm 45 đó. Thì đó, chúng ta chết rất là nhiều, là chết không phải là trong quá trình đói đâu ạ, khi ăn lại là bị chết, cho nên ăn lại không đúng quy trình đó. Cái này là cực kỳ là quan trọng, cho nên chúng ta phải luyện, chúng ta luyện cái kỹ năng sinh tồn, mà kỹ năng sinh tồn ứng phó trước cái những cái vấn đề động đất sóng thần, những cái lúc mà chúng ta bị kẹt trong hang động, giống như cái đội bóng nhí Thái Lan kẹt trong hang động 12 ngày đến 18 ngày mà chúng ta vẫn còn sống. Thì đây là bản lĩnh, và đội bóng trưởng của đội bóng nhí Thái Lan đã có kỹ năng thiền tập, đã có kỹ năng nhịn ăn ở trong chùa. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta thực hành đếm rừng rồi như thế này rồi thì nó rất là lợi lạc. Chúng ta tôi luyện để chúng ta tăng ta một cái tinh thần là bất tử, tôi luyện cho chúng ta một cái tinh thần là lướt trên sóng ba đào, chúng tôi luyện chúng ta tinh thần là chúng ta sống ở một cuộc đời này luôn luôn sôi động nhưng mà lòng mình luôn bất động. Đây là một cái bản lĩnh của một cái con người sống chân chính. Cảm ơn. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Có ý kiến gì? Có nghĩa là ở cái khóa tu thiền với lại thanh lọc đấy, thầy có thể lấy một cái thể thực vật làm thí nghiệm ở tại đây luôn. Đúng rồi, có ạ. Nghiệm để mình chứng minh cho. Vâng, cho... đúng rồi. Anh đây làm về sinh học về tuyệt, cây cối cho nên tuyệt vời. Con có thể là hỗ trợ cho sư, sư nghĩ là như vậy cũng hay á. Ví dụ tức như là, tức là mình sẽ để cho một cái cây nó thiếu ăn, thiếu nước, hoặc là nó có dinh dưỡng ở trong đất nhưng mà đúng rồi. Để cho nó thiếu nước. Đúng rồi. Đó, thì mình, chính xác là khi mà con phải bị bệnh suy kiệt rồi, do đó mình cứu lại. Rồi con cứu lại từ từ chứ con mà rất, con cứu lại rất là chứng minh cho đúng rồi. Cho các người thương, cho các bệnh nhân đây. Chính xác. Thấy luôn trong gọi là thực chứng luôn. Đó. Có thể là phát trực tiếp chờ phát. Thì con phải luôn. Trường hợp như vậy là con phải cứu từ từ. Đó là nước do nước nó từ từ nó đấy. Tức là mình chứng con minh bằng truyền hình trực tiếp. Chứ con mà để con quá trình mình quan sát quá trình từ cái cây nó héo rũ cho đến khi nó tỉnh rồi. Chứ trường hợp mà cây nó bị mà nó đối nước như vậy mà con cho nước nhiều cái là bị sốc nước là nó chết liền. Yeah. Bởi vì sao, nói về cái vấn đề như vậy đang nói luôn,
trong tế bào của con người, động vật cũng như là trong tế bào của thực vật, nó có cái gọi là tế bào, nó có cái không bào. Thì chính cái không bào đó là nó chứa cái lượng nước dự trữ. Thì đỡ cho chúng ta là khi mà chúng ta đói này, cây nó không còn nước này, thì chính cái nước trong cái không bào đó là cái nước mà đã đỡ giúp cho cây nó sống qua ngày. Chẳng hạn như cái cây ở trong cái rừng mà mùa khô á, thì nó rụng lá đi, đỡ thứ nhất là đỡ nó chống thoát hơi nước, và cái nước ở trong không bào đó nó giúp cho cây còn sống sót được. Thì tương tự như vậy, trong cái khoảng không bào trong cơ thể chúng ta, nó giúp cho chúng ta được sống sót được. Tức là mình hay lấy ví dụ như tại thời điểm này tại Trung Quốc nha, một số tỉnh ở Trung Quốc với lại ở châu Âu đúng không, mùa này nó đang mùa tuyết rơi, mình cứ tưởng tượng đi, nếu mà cái cơ thể mình mà bọc tuyết vào cái cây của mình nên mình cứ tưởng tượng nó đang xanh tốt này, mà nó bọc phủ tuyết như vậy thì mình nghĩ là nó chết đúng không? Yeah. Nó không chết. Đúng rồi con, giống như cái chuyện mà con gấu mùa đông đó. Dạ đúng rồi, nó mút cái bữa thừa, nó không đi kiếm ăn nữa đó. Đó, tương tự như vậy. Cái con bò hôm qua chú có nhớ anh nói chuyện con trâu con bò không? Nó nhai lại. Nó có hai ngăn đúng không? Cái dạ dày nó bắt đầu nó ợ lên, nó nhai lại. Bởi vì một ngày á, với cái năng lượng tiêu hao của con bò á, cái nhu cầu của nó, thức ăn nó rất là cao đúng không? Với cái khối lượng tịnh của con bò, con trâu nó rất là lớn. Chính vì vậy nó ăn, hàng ngày nó ăn cỏ thô nên nó chịu để đủ để... nó chưa kịp để chuyển hóa, cho nên nó mới ợ lên, ban đêm này nó mới ợ lên nhai lại, nó nhai lại thì nó mới chuyển hóa thành dinh dưỡng thức ăn cho nó được. Vâng, và đặc biệt là thêm một cái thông điệp mà cuối cùng nữa, một cái thông điệp này rất là quan trọng này. Cái thông điệp này nói vào vấn đề ăn, thì ăn chúng ta đã có ăn có nhiều đường, nhưng mà bây giờ là chúng ta đa số nhân loại này và số đông là tập trung vào cái đường ăn là ăn bằng miệng và ăn cho sướng và ăn một cách dính mắt. Như vậy thì đó là chúng ta không có tu tập đó, và chúng ta tính rằng ăn nhiều nó mới khỏe, nhưng mà đó là một cái sai lầm rất là lớn của nhân loại này. Chúng ta thật sự là ăn ít mà ăn đúng mới khỏe. Chẳng hạn như sáng nay trong qua Zoom của rừng gọi, sư nói rất là rõ rằng là bác sĩ Hương nói xong rồi sư mới nói đó, là chúng ta ăn phải ăn đúng, không phải là ăn nhiều đâu ạ, nhưng mà chúng ta ăn đúng là chúng ta ăn cái thực phẩm nó có đủ dưỡng chất. Chúng ta ăn thực phẩm nó quân bình, chúng ta ăn thực phẩm nó hữu cơ, nó không có hóa chất, không có chất bảo quản. Thì tất cả những cái này á, nó là phải có kiến thức, phải nắm được khoa học. Và quan trọng nhất là gì? Khi mà chúng ta ăn á, là xung quanh của chúng ta là cái từ trường ấm im, xung quanh chúng ta là một cái năng lượng bình an, xung quanh chúng ta là một cái môi trường trong lành, nào là không khí trong lành, nào là bóng mát của cây xanh, nào là dưỡng khí nó dồi dào, nào là tình yêu thương của mọi người, hoặc là những cái người xung quanh chúng ta là những người tri kỷ, thì cái thức ăn này nó mới chất lượng. Chẳng những thức ăn mà chúng ta được chọn lựa kỹ mà trước khi đưa vào miệng, mà còn là thức ăn của cái tâm thức, thức ăn của cái cộng đồng cái xung quanh chúng ta, đây là cực kỳ là quan trọng. Và quan trọng nhất là gì? Nguyên tắc của rừng gọi là ai mà đang giận, ai mà đang buồn là không ăn. Khi mà giận, khi mà buồn như vậy thì cái tâm của chúng ta nó tiết ra một cái năng lượng gọi là đó, cái năng lượng đó. Cái não nó không tiếp thu là ăn nó ngon hay không? Vâng, và chúng ta biết đó, là tâm ý của chúng ta nó là năng lượng. Và khi mà chúng ta buồn, chúng ta giận là cái tâm của chúng ta nó tiết ra một cái năng lượng bất an. Nó thấm lên cái thức ăn đó, đưa vào trong cơ thể nó là độc tố. Độc tố, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và chính vì điều đó, vì sao mà trước đây con thấy là nhiều người cũng nói chuyện là khi mà một bà mẹ mang bầu, một mẹ mang thai mà hay bị bực tức này, giận này, rồi đau khổ này, thì sau này là những đứa con nó không được vui vẻ, bởi vì là cái đứa con cũng chỉ có nghe thôi, thì có thể là cái sữa đó nó là những cái chất sữa mà trong cơ thể người mẹ là những cái mang, không phải là mang những dinh dưỡng mà nó mang những cái độc tố. Đúng rồi. Đó thì cái điều đó là hôm nay con sẽ được hiểu hơn so với cái tâm của chúng ta tiết ra là nó sẽ ảnh hưởng lên cái vật, thứ nhất là ảnh hưởng lên tự thân là tế bào và nước trong cơ thể chúng ta, và là ảnh hưởng lên cái môi trường thức ăn và cái môi trường xung quanh. Do vậy cho nên khi mà đến với thanh lọc rừng gọi, mặc dù người thương không có bệnh đi, nhưng mà đến với thanh lọc rừng gọi quý vị học được kỹ năng sống trước những cái sóng ba đào, chúng ta học cái kỹ năng sống trước với những cái cơn sóng thần động đất tương lai có thể xảy ra. Chúng ta học trước những cái mà chúng ta vượt qua những kỹ năng sinh tồn như đội bốn dưới Thái Lan ở trong hang động đó. Và quan trọng nhất là gì? Chúng ta đang biết ơn và tri ân đất mẹ là cái cách mà tuyệt vời nhất, là chúng ta không sát sanh, chúng ta ăn chay tịnh dưỡng, chúng ta ăn ít mà khỏe. Đỡ rồi cái phần mà chúng ta tham lam đó nó chuyển ra thành phân á, chúng ta đi ra đại tiện đó, thì cái đó là chúng ta nhường lại cái phần thức ăn đó cho những kẻ khốn cùng, cho những người đổ rác trên nhân loại này. Chúng ta hướng cái tâm cho những ai còn khó khăn, cho những ai còn đói khổ. Tôi xin nhường cái phần thức ăn này của tôi trong cái bữa này cho người kia. Thì như vậy thì thấy ông Đức Phật á, khi mà thành đạo rồi, Đức Phật ăn một ngày một bữa đâu có ba bữa đâu. Thì bây giờ sư ăn một ngày một bữa, hoặc là đi đâu mà Phật tử cúng dường thêm thì ăn một ngày thêm một bữa, nó là hai bữa là cùng, không có ăn bao giờ ăn ba bữa. Thì như vậy thì quý vị thấy quá tuyệt vời, mình ăn một ngày một bữa nhưng mà nó khỏe. Rồi còn hai bữa còn lại á, thì nếu mà mình không tỉnh thức á, thì mình cho những người nghèo, những người khốn cùng, và mình nguyện một điều rằng là tôi
bình an và nhân loại này bình an, giúp cho tất cả những ai có hữu duyên với tôi đều được chuyển hóa, cho tất cả mọi người chấm dứt khổ đau, oán trái, oán thù lẫn nhau, chấm dứt chiến tranh và thù hận trên cái mảnh đất yêu thương của đất nước chúng ta, chấm dứt chiến tranh thù hận trên cái thế giới của nhân loại này. Tất cả chúng ta là anh chị em sống trong một cái mái nhà xanh chung, chúng ta gọi là một trái đất, một hành tinh thân yêu này, thì chúng ta quá tuyệt vời không ạ? Dạ. Ai cũng là anh chị em chúng ta hết, không có cái gì mà thù oán là hận nhau, không có gì phải chiến tranh chấm dứt lẫn nhau, và chúng ta tha thứ cho yêu thương cho nhau, và chúng ta giúp cho mọi người có thêm niềm vui, giúp cho mọi người và mọi loài bớt khổ, và chúng ta cùng chung tay với nhau để bảo vệ, gìn giữ cái môi trường xanh, gìn giữ cái mảnh đất thân yêu này không có bị ô nhiễm, gìn giữ cái bầu không khí này không bị ô nhiễm, rồi đó chúng ta cùng nhau phát triển, nhưng mà phát triển chậm, xanh và chắc đó, đó bền vững. Yeah, như vậy con cảm ơn các yếu tố và quan hệ xã hội, các yếu tố về môi trường, các yếu tố về đó, cho nên chúng ta mà dại dột, chúng ta phát triển GDP á, mà chúng ta làm lơ đi cái yếu tố quan hệ xã hội, làm lơ đi cái yếu tố mà tình hình đỡ, làm lơ đi cái yếu tố mà bảo vệ môi trường, thì chính chúng ta là chúng ta đang tự tử một cách từ từ. Chúng ta là một cái trên một cái con tàu đang chuẩn bị đâm vào vách đá mà chúng ta không biết. Dạ. Yeah. Vâng. Đúng rồi. Chưa. Mình không thể chuyển đổi một cái tài sản nó thuộc về di sản. Và di sản đây nó là di sản hữu hình, nó là một cái trái đất. Đó là lý do quý vị đọc đây cái câu chuyện của sư, lý do là tại sao mà sư bảo vệ rừng quốc gia Cát Tiên. Đó mà đã thành công, lý do vì sao mà sư đó mà dấn thân để bảo vệ các cái thế hệ tương lai của chúng ta không có bị ngộ độc hả? Thực ra trong cái không gian thanh tịnh và trong lành như này thì nó ngoài cái tài sản hữu hình, nó là một cái di sản hữu hình, di sản vô hình. Cái di sản vô hình nó còn, tài sản vô hình nó còn giá trị hơn cái tài sản hữu hình. Rồi con rõ chưa ạ? Vâng, con cũng hiểu được cũng rất là hiểu được cái phương pháp của thầy. Thầy cho con có thể là cho con hỏi được, nếu mà thầy có thể là cho biết là cái địa chỉ và cũng như là nơi mà có thể gặp thầy để cho mọi người mà có thể là liên hệ với thầy. Thầy thì đi nhiều nơi, cái nơi mà thầy ở thì ở Nam Cát Tiên, ở cạnh vườn quốc gia Cát Tiên đó, gọi là rừng gọi Cát Tiên, ở ấp 3 Nam Cát Tiên. Yeah. Tuy nhiên thì thầy thường hay đi chia sẻ trong người ngồi nước, sau khi mà ở Đắk Lắk này thì vài ngày tới thì thầy sẽ đi chia sẻ ở ngoài Hà Nội, sau đó là thầy đi Hải Phòng. Đó thì cứ tùy duyên như vậy, ở nơi đâu mà có tạo dựng cái cơ sở và có cái lời mời thì thầy sẽ đến. Giống như là chim tung cánh gieo hạt mầm muôn phương như vậy, không có dính mắc vào đâu hết. Và sắp tới thì thầy đi Ấn Độ, rồi thầy đi nước ngoài, đi chia sẻ các nước ở bên châu Âu. Rồi sau đó thì Mỹ, rồi các nước Đông Nam Á. Thầy cũng có các trang mạng xã hội, ví dụ như là kênh fanpage đúng không thầy? Có ạ, fanpage là fanpage với YouTube là cùng tên luôn, là Thanh Lập Rừng Gọi. Rồi có cái trang mà chính thống của rừng gọi là rừnggoi.com. Còn có một số trang phụ giống như là Saving Cát Tiên, cái trang mà thầy trước đây thành lập cái nhóm yêu quý bảo vệ Cát Tiên đó, mà cũng có lên tiếng để mà bảo vệ thành công cái rừng quốc gia Cát Tiên. Rồi trang Cát Tiên Forest Co, đó cái đó thì trang mình tiếng Anh, thì có trang chính thức là trang tiếng Việt là trang rừnggoi.com. Con cảm ơn thầy. Thì con sẽ gửi cái đường link ở dưới bình luận cũng như là trong mô tả để cho mọi người có thể là theo dõi, và nếu mà ai đang quan tâm đến vấn đề về sức khỏe, cung cấp đầu vào cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn từ tâm đến thức ăn gọi là dinh dưỡng, thì có thể liên hệ với thầy. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, đặc biệt là thầy nói thêm là những cái trường hợp mà đến bây giờ gọi là khoa học hiện đại mà gọi là bó tay á, hoặc là nói như nhà báo Hoàng Anh Sướng mà trong cái cuốn Thoát Bệnh Hiểm Nghèo Năng Y Bằng Nhịn Năng Thực Dưỡng á, thì rất là nhiều cái trường hợp mà rừng gọi đã cứu được họ. Ví dụ như là tiểu đường mà phải tháo khớp này thì không còn phải tháo khớp, mà không còn phải uống thuốc tiểu đường 29 năm nè. Rồi trường hợp mà ung thư di căn là đó là có những hồ sơ cụ thể này. Trường hợp bị bệnh gút này, giống như Đại học Y Dược rồi Bệnh viện Chợ Rẫy đã bó tay này, thì rừng gọi đã cứu được họ và họ không còn phải dùng thuốc, không còn phải đến bệnh viện nữa. Thì đây là những cái trường hợp rất là điển hình nha. Thì hy vọng rằng, và đặc biệt là vệ nến, thì những trường hợp có thể điển hình là gì? Ung thư giai đoạn cuối, bị vệ nến, bị tháo khớp, gọi là trên cái nguy cơ phải tháo khớp. Đó, rồi là đó. Rồi nói chung là bị tim mạch, tất cả những cái vấn đề như vậy thì bên rừng gọi giúp đỡ được họ. Và tất cả các khối chuyên sâu đều diễn ra từ ngày 9 đến ngày 19 âm lịch. Vâng, con cảm ơn thầy. Xa thú. Và thông tin thì cứ lên trang rừng gọi.com, trang YouTube và trang Facebook.
Và đặc biệt là rừng gọi có cái zoom buổi sáng 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ. Mỗi buổi sáng là đều có zoom để mà sư cùng với chuyên gia chia sẻ cho người thương. Được. Trả lời và hỏi đáp những cái thắc mắc giống như hôm nay. Được. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại người thương trong chương trình zoom buổi sáng và mỗi chương trình thanh lọc hàng tháng. Từ ngày 9 đến ngày 19 hàng tháng, và buổi sáng thì 4 giờ rưỡi đến 6 giờ. Mật khẩu là rừng gọi và ID là 3456781299. Vâng, tí nữa con sẽ làm cái phần mô tả và sẽ gửi ở phần bình luận hoặc là phần mô tả để cho mọi người cũng vào tham khảo, cũng như là quan tâm thì sẽ vào hỏi trực tiếp thầy. Dạ, xa thú, xa thú. Rồi, cảm niệm công đức của con. Vâng, cảm ơn.